chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách để xóa những cái dòng chữ ở trên đè lên cái hình ảnh chính của chúng ta. Nó rất là nhanh và cũng xuất phát từ một cái video của bên Trung Quốc như các bạn đang nhìn thấy ở bên cạnh đây. Mình dựa vào cái video này để mình hướng dẫn cho các bạn. Mình sẽ lấy ví dụ cái cô diễn viên này. Đầu tiên là các bạn muốn xóa được cái chữ này ạ, thì các bạn hãy chọn cho mình vào cái công cụ M này. Các bạn chọn cho mình vào cái khu vực cái chữ màu trắng, sau đó các bạn vào phần Select Color Rank. Các bạn đến đây rồi thì các bạn hãy chọn vào cái phần chữ này cho mình này. Các bạn hãy kéo cái thông số của Fusionist sao cho chỉ nhìn thấy chữ mà cái phần nền nó là màu đen, không liên quan gì nhau là được các bạn nhé. Như thế này là được rồi này các bạn này, các bạn ấn OK. Sau đó các bạn hãy zoom to lên. Cái phần chọn của chúng ta nó đang bị ăn vào chữ và cái phần mép ngoài vẫn GG màu ghi, thì phải thêm một bước là các bạn hãy vào phần Select, Modify, Expand. Expand là nó sẽ nới cái vùng chọn của chúng ta ra thêm độ khoảng 2 pixel nữa. Theo mình 2 pixel là đủ. Nếu như cái vùng chọn của bạn sau khi chọn bằng Color Rank âm vào trong cái phần nội dung nhiều hơn thì các bạn phải nới nó ra nhiều hơn. Nhưng ở đây theo mình chỉ cần 2 là đủ. Các bạn ấn OK và các bạn nhìn thấy chưa, cái phần màu chọn nó sẽ ra ngoài cái đường biên và nó sẽ chọn được gần như là hết. Sau đó các bạn hãy ấn Shift F5 và cái phần content này các bạn hãy để cho mình là content aware các bạn nhé. Opacity là 100% và color mode các bạn cứ để là bình thường cho mình. Ấn OK. Các bạn nhìn thấy không? Chúng ta đã xóa được toàn bộ cái phần nội dung của nó rồi đúng không? Cái phần nội dung mà đè lên cái hình ảnh này chỉ cần trong mình hướng dẫn thì lâu nhưng mà thực sự thì làm rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ ví dụ ở một cái ảnh khác là cái ảnh này đi. Mình muốn xóa những cái chữ này đi. Vậy thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên thì các bạn cũng sử dụng cái lệnh Rectangle này. Các bạn chọn cho mình các cái vùng chọn này đi. Sau đó các bạn vào Select Color Rank. Các bạn hãy chỉ cho mình vào cái chữ mà chúng ta muốn tách ạ. Các bạn nhìn đây này và kéo cái thông số Fusionist lên. Cái thông số này các bạn phải kéo sao cho mà chúng ta chỉ lấy chữ thôi. Cái nền của nó màu đen các bạn kệ nó nhé. Ấn OK. Ở đây nó bị ăn vào trong một chút nên là các bạn hãy sử dụng lệnh Select, Modify, Expand. Và mình cũng để tầm khoảng 2 pixel, nới ra 2 pixel là nó sẽ chọn được ôm chọn cái chữ của chúng ta. OK này, nó sẽ chọn sang phần bên ngoài này. Sau đó các bạn ấn Shift F5. Các bạn nhớ là sử dụng Content Aware này. Mode là Normal, Opacity là 100. Sau đó các bạn ấn OK. Rồi các bạn thấy không, thế là chúng ta đã xóa được toàn bộ cái phần chữ trắng ở trên rồi nhá. Cái cách này nó sẽ rất là hữu hiệu. Nếu cái ảnh của bạn mà chất lượng càng cao thì cái độ chính xác cũng càng cao. Rồi và nội dung cũng chỉ đến vậy thôi. Nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật rất nhiều những cái video hay của bên mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại.